Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay bếp Nhật Tôm đã quay trở lại và sẽ hướng dẫn các bạn làm món xôi vò. Nguyên vật liệu của món này gồm có gạo nếp, đậu xanh, đường, dầu ăn, hành, muối. Và để tạo màu cho món này thì có nghệ hoặc bột nghệ hoặc quả dành dành, những cái màu nào tạo được cái màu vàng cho món này. Thường thường thì là nghệ là dễ kiếm nhất, còn có củ dành dành thì cũng khó kiếm hơn, và bột nghệ nếu mà chúng ta có thì chúng ta cho vào cũng được. Và bây giờ chúng ta sẽ vo gạo, vo đỗ và tiến hành ngâm đỗ. Chúng ta sẽ dùng nước lạnh và chúng ta sẽ bóc gạo, vo gạo. Chúng ta sẽ mang chắt nước này đi. Chúng ta sẽ vo như vậy, chắt đi chắt lại khoảng tầm 2 lần. Đến khi nước nó trong thì chúng ta sẽ mang đi ngâm gạo. Tùy theo nhiệt độ, thời tiết thì chúng ta sẽ ngâm trong vòng 1 tiếng, 2 tiếng, thậm chí có thể qua đêm nếu là mùa đông. Sau khi gạo với đỗ chúng ta vo và chắt hết cái nước đục đi thì nó sẽ có những nước trong như này. Chúng ta cho tiếp muối và nghệ vào để chúng ta ngâm. Chúng ta tạo màu cho cái món ăn này bằng nghệ tươi. Bước tiếp theo là chúng ta sẽ lấy cái nghệ này cho ra một cái bát, cho nước vào, chúng ta sẽ chắt lấy cái bột nghệ, cái nửa tinh bột nghệ, tinh nghệ. Chúng ta dùng chày, dùng cối để chúng ta giã cũng được, chúng ta có thể là dùng máy xay sinh tố cho nước vào xay. Ta dằm kỹ để cho nó ra hết cái màu vàng của nghệ và chúng ta sẽ chắt vào để ngâm cùng với gạo. Và chúng ta sẽ đảo đều cái gạo này với cả nghệ lên và sẽ ngâm đến khi hạt gạo nó nở. Tùy theo thời tiết thì chúng ta sẽ xem cái lượng gạo này nó sẽ cần bao nhiêu thời gian, để đến khi chúng ta hấp thì nó sẽ chín, không bị khô rồi. Trong khoảng thời gian đợi cái gạo và đỗ của chúng ta nở, ngâm nở lên thì chúng ta sẽ đi phi hành. Chúng ta sẽ thái hành lát mỏng. Món nào chúng ta sử dụng hành khô đều ngon hết ý. Nên là các bạn có thể xào hành khô để chúng ta dùng dần cho những cái món hàng ngày cũng được. Bây giờ chúng ta sẽ đem hành đi phi vàng nhé. Giờ chúng ta sẽ đổ dầu vào chảo. Khi chảo nóng già, dầu đã sôi thì chúng ta mới cho hành vào. Hành chúng ta xào lên cái màu vàng, chúng ta sẽ
vớt ra và để nó khô giòn. Để bảo quản lâu chúng ta có thể cho hành ở trong hộp thủy tinh kín để đậy lại. Chúng ta ăn trong vòng khoảng tầm một tuần đổ về thôi, vì để lâu hành cũng sẽ bị khét. Chúng ta sẽ vớt hành ra và sẽ ăn kèm với xôi sau khi xôi chín. Hành đạt là hành có màu vàng nhạt, đều, không bị đen quá, không bị cháy quá và cũng không trắng, thì ăn sẽ nó không thơm và nó không có cái vị giòn. Gạo với đỗ chúng ta đã ngâm được khoảng tầm 3 tiếng thì bây giờ chúng ta sẽ cho ra rổ để cho ráo nước. Chúng ta sẽ hấp gạo và đỗ. Đó. Gạo chúng ta có màu vàng tự nhiên từ nghệ. Chúng ta sẽ đổ đỗ ra và mang đỗ đi hấp. Chúng ta sẽ hấp đỗ trước khi hấp gạo nhé, vì chúng ta còn có công đoạn rằng là đánh cho đỗ tơi ra, nhuyễn ra. Sau khi đỗ đã ráo nước thì chúng ta sẽ mang đi hấp. Chúng ta dùng cái chõ có cái lỗ để chúng ta hấp cái thủy. Nếu không thì chúng ta có thể nấu bằng nồi cơm điện, thì là chúng ta cho một cái lượng nước vừa đủ để chúng ta đổ lên đỗ không bị nát. Chúng ta hấp đến khi đỗ chín và gạo cũng vậy. Đỗ của chúng ta đã chín rồi. Chúng ta sẽ để nguội nhé. Chúng ta sẽ xay hoặc là nghiền nát nữa. Chúng ta sẽ gạo. Thời gian hấp của chúng ta khoảng tầm 15 phút kể từ lúc sôi. Đỗ sau khi hấp chúng ta để nguội và chúng ta mang đem giã để cho nó tơi nát ra. Chúng ta sẽ giã cho nó nhuyễn. Bây giờ chúng ta sẽ trộn đỗ xanh với gạo đã đổ. Chúng ta sẽ trộn một phần thôi cho gạo nó sẽ tơi ra. Thường thường thì sôi đổ 2 lần, hấp 2 lần thì nó sẽ dẻo và giữ được cái độ dẻo mềm lâu hơn là chúng ta chỉ đổ 1 lần. Chúng ta đã đổ một lần xong rồi, chúng ta đợi nguội này. Bây giờ chúng ta trộn lẫn với cả đậu xanh, chúng ta sẽ đổ thêm một lần nữa. Bây giờ tô xôi của chúng ta cũng là tương đối là dẻo rồi. Chúng ta sẽ hấp trở lại một lần nữa khoảng tầm 10 phút. Thì lúc đó xôi chúng ta bày ra đĩa có thể để được lâu hơn để nó giữ được cái độ dẻo của xôi.
hấp xôi chín rồi chúng ta sẽ cho một chút đường vào trong xôi của chúng ta. Khi ăn xôi thì chúng ta sẽ rắc thêm đỗ đã giã nhuyễn cùng với một chút dầu ăn và hành khô. Đó là món ăn của chúng ta. Bây giờ chúng ta sẽ ăn xôi kèm với hành khô và dầu ăn rắc lên trên một chút đỗ xanh. Chúng ta sẽ cho xôi vào đĩa nhé. Và món ăn này cũng ngon hơn nếu chúng ta sẽ có lá chuối. Giờ khi mua xôi thì chúng ta hay được các chị bán xôi sẽ cho vào lá chuối, lá dong hoặc cho lên lá bàng. Món ăn sẽ ngon hơn là khi chúng ta sẽ cho vào trong túi bóng. Thank you.